Hello, xin chào anh chị và các bạn. Chào mừng quý anh chị và các bạn quay lại với chương trình trao đổi và chia sẻ bình luận về các cái vấn đề tài chính, bất động sản, chứng khoán trên kênh Thắng ơi. Định kỳ hàng ngày thì sẽ có một video phục vụ quý anh chị và các bạn. Trong video ngày hôm nay, Thắng ơi xin được dành thời gian để sẻ chia với quý anh chị và các bạn về một cái chủ đề khá là mới và hấp dẫn trên cái nguồn cảm hứng từ cái bài viết chia sẻ của giáo sư Đặng Hùng Võ về việc là cho rằng thị trường bất động sản đang có những cái biểu hiện bất ổn trong thời gian vừa qua. Thực tế thì có nhiều người, nhiều fan hâm mộ của TOTV cũng như là nhiều người kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản thì không còn lạ gì giáo sư Đặng Hùng Võ, một trong những người có rất nhiều năm kinh nghiệm trên thị trường bất động sản và là đại diện cho cơ quan quản lý trong thời gian trước. Thế vậy thì cũng không thiếu một số anh chị và các bạn thì không mấy ủng hộ cũng như là quan tâm cũng như là những cái đánh giá và nhận định của giáo sư thì đôi khi cũng không được đúng và trúng cho lắm. Có khi thì một số anh chị và các bạn thường là không đồng tình với quan điểm của giáo sư. Thì ở đây thì thực ra mà nói thì ông Đặng Hùng Võ thì hiện nay đã về hưu và cũng có rất nhiều những cái phát biểu liên quan tới thị trường bất động sản. Những phát biểu của ông thì cũng có những thứ nó phù hợp, cũng có những thứ nó chưa thực sự phù hợp cho lắm. Tuy vậy thì về cơ bản thì những trải nghiệm của một người quản lý trong cái nghề là một trong những người có nhiều thâm niên theo dõi thị trường, báo phân tích thị trường cũng như là quản lý và đưa ra những cái định hướng tư vấn cho chính phủ trong cái công tác quản lý thị trường bất động sản. Do đó thì chúng ta có thể tham khảo những ý kiến của ông. Và trên đây thì một vài cái chia sẻ và chúng tôi sẽ có những cái bình luận đi kèm để giúp ích cho quý anh chị và các bạn có thêm cái nguồn tài liệu tham khảo. Gần đây thì bạn từ một cái bài phỏng vấn của cái trang Nhà Đồng Hành thì có phải phỏng vấn giáo sư Đặng Hùng Võ và ông đưa ra một vài cái quan điểm cá nhân của mình như sau. Hiện nay thì ông cho rằng thị trường bất động sản đang có những cái biểu hiện bất ổn và việc giải thích cho câu chuyện bất ổn như sau. Nguyên nhân chủ chốt mà làm cho cái thị trường bất động sản trong thời gian vừa qua nó bất ổn chủ yếu bắt nguồn từ cái cơ chế phân lô bán nền là nguyên nhân làm xuất hiện các dự án ma, và sự bất ổn của thị trường bất động sản đang biểu hiện khác với các giai đoạn trước. Muốn thị trường phát triển ổn định cần bỏ chính sách chia lô bán nền, khung pháp lý phải chỉnh lý theo hướng chi tiết và tạo được sự đồng bộ giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản. Góc nhìn này thực sự là một góc nhìn khá là sâu. Tuy vậy thì chúng tôi cũng thấy rằng cái câu chuyện mà nguyên nhân đến từ câu chuyện phân lô bán nền và những cái biểu hiện khác so với giai đoạn trước nó cụ thể như thế nào? Thưa anh chị và các bạn, câu chuyện mà cấp đất cho phép được phân lô bán nền làm cơ sở, làm những cái hạ tầng gọi là cơ bản liên quan tới đường gọi là đường phân lô và cầu cống điện nước thì được phép bắt đầu triển khai bán. Đúng không anh chị và các bạn? Thứ nhất. Thứ hai nữa là trong cái thời gian vừa qua thì thị trường bất động sản có khá là nhiều những bất ổn liên quan đến cái câu chuyện đó là không giống những thời gian trước. Thì bất động sản có một cái chu kỳ tăng giá mạnh, sau đó thì đồng loạt cả thị trường tăng giá và đến một cái chu kỳ tăng rất là nóng. Sau đó thì đồng loạt tất cả thị trường đều giảm sốc hoặc là ngưng và ngưng trệ, gây ra cái tình trạng thị trường có những cái vấn đề thực sự là đáng quan ngại. Tuy vậy thì hiện nay có thể thấy rằng là từ năm 2017, cuối 2017, đầu 2018 đến nay, song trùng với lại thị trường chứng khoán. Thị trường chứng khoán thì bắt đầu gặp vấn đề và tạo đỉnh vào tháng 4 năm 2018. Thì có thể cộng trừ 6 tháng cho cái việc delay của thị trường bất động sản. Thì kể từ nửa năm 2018 đến nay, thì bất động sản có phần ngưng trệ về cái số lượng giao dịch cũng như là một số khu vực thì có việc chững giá và chậm cái đà tăng giá. Một số khu vực tăng nóng trước đó thì giảm giá. Tuy vậy thì lại không thiếu xuất hiện những cái khu vực đặc biệt vẫn tăng giá. Tôi lấy ví dụ như là khu vực thành phố Vinh, Nghệ An, khu vực Cửa Lò. Tôi lấy ví dụ như là một số khu vực vùng biên của Hà Nội và một số nơi, lấy ví dụ như là quanh cái khu dự án siêu khổng lồ tại quận 9 là những nơi mà trong cái chu kỳ của thị trường có phần là hơi trầm lắng thì nó vẫn dịch chuyển theo hướng nhích nhẹ.
chỉ có một số nơi, ví dụ như là một số cái khu mà trước đây có cái khuynh hướng là được phê duyệt lên đặc khu, ví dụ như là Phú Quốc, Vân Đồn, rồi Vân Phong, thì có dấu hiệu của câu chuyện chứng hạn. Còn lại thì thị trường của chúng ta có cái tính chất gọi là phân mảnh, tức là một số khu vực thì vẫn duy trì được và chưa thấy có những cái biểu hiện xấu. Đó chính là cái điều mà giáo sư muốn nói tới, cái câu chuyện, cái sự khác biệt giữa cái giai đoạn trước và bây giờ. Thực tế mà nói thì cái tính chất bất ổn của thị trường bất động sản đang thể hiện khác với giai đoạn trước có một vài cái ý khác nữa. Ví dụ như từ đầu năm đến nay thì tình trạng lừa đảo trong bất động sản diễn ra ở nhiều nơi, và tiêu biểu nhất đó là cái vụ lừa đảo cái dự án ma, điển hình là dự án của Alibaba, gây nhiều bức xúc và những cái vấn đề gọi là của dư luận liên án rất là nhiều trong thời gian vừa qua. Thì cái dự án ma thường gắn với cái phân khúc mà theo cái ý kiến chủ quan của giáo sư, tức là chúng ta nên có cái việc luật hóa và cấm phân lô bán nền, hoặc là nếu mà cho phân lô bán nền thì chỉ cho phân lô bán nền ở những cái khu vực gọi là giãn dân, hoặc là những cái nơi mà đền bù giải tỏa mặt bằng để cái khu vực tái định cư, thì chúng ta nên có những cái quy định cụ thể. Bởi vì cái dự án ma nó gắn liền với cái khung phân khúc đất nền, là bởi vì cái khu phân khúc đất nền á, nó đang bị cái câu chuyện là cái luật đất đai năm 2013 của chúng ta thì mới ra quá rộng đối với cái việc phân lô bán nền. Trước đây thì Nghị định 181 năm 2004 thì cấm cái chia lô bán nền, đến năm 2017 thì Nghị định 184 cho phép chia lô bán nền ở vùng nông thôn và các thị trấn, nhưng đến năm 2013 thì luật đất đai lại cho chia lô bán nền cả ở đô thị, thậm chí là cả các đô thị lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, miễn là không nằm ở trên mặt phố chính thì vẫn cho phép. Và cái quy định một cách rõ ràng trong cái câu chuyện phân lô bán nền ở những cái khu vực cụ thể, và khi phân lô bán nền như vậy thì những cái đáp ứng những nhu cầu liên quan đến những cái tiện ích cơ bản thì như thế nào, thì chúng ta chưa có những cái quy định liên quan nó phù hợp. Để đất nền vốn là một cái phân khúc rất là nhạy cảm về mặt đầu cơ tích trữ đất đai, nhiều người dân thì hiện nay thì thích trữ tiền vào đất, nên là cái tâm lý là thích cái sự an toàn vào trong đất, cứ thế đẩy vào trong cái thị trường gọi là đất nền và không cần xây dựng gì cả, dẫn đến câu chuyện là rất nhiều những khu đất thì được mua và hoang hóa, tức là bỏ hoang không xây dựng, không có người ở, gây ra những cái tình trạng tức là rất nhiều những cái khu gọi là khu dân cư ma không có người đến xây dựng và ở. Thì các nhà đầu tư dự án dưới cái dạng bất gọi là bất lương thường mượn cái phân khúc này để lừa dân, hình thành các dự án ma đất nền như chúng ta đã biết trước gần đây. Hơn thế nữa thì trước đây thì đất nền cũng sốt một thời gian khoảng năm 2017, năm 2018. Sau đó thì nhiều dự án ma được phát hiện và làm cho cái phân khúc này giảm sốt. Tuy nhiên hậu quả để lại là nhiều người dân đưa tiền vào rồi lấy không, gọi là không bán ra được và không rút ra được, gây ra những cái bất cập, cũng như là gây ra những cái tình trạng nó hỗn loạn như trong cái giai đoạn vừa qua. Với cái dự án đất nền thì về nguyên tắc thì tiền tiền trao thì cháo múc, tức là trao tiền thì là phải có sổ và ra công chứng đàng hoàng. Chuyển cái việc là người gửi tiền đưa tiền thì người kia thì phải bàn giao cái sổ lại, hoặc là chuyển tên, chuyển quyền sử dụng đất lại cho cái người mua. Tuy vậy thì sử dụng một số các cái biện pháp như là kết hợp với cái câu chuyện là bán trước, bán nhà, bán cái dự án gọi là bán dự án đất nền hình thành trong tương lai, chứ không phải là bán một cái sản phẩm cụ thể. Bán nền hình thành trên giấy và nó tương tự giống cái câu chuyện là bán căn hộ chung cư hình thành trong tương lai. Kết hợp thêm vào đó thì những cái phương pháp liên quan tới các cái mô hình Ponzi, cũng như là những cái việc cam kết lợi nhuận đã đẩy cái lòng tham của người ta lên cái mức đỉnh điểm và gây ra cái tình trạng đó là nó khá là bất cập, và nó một cái tình trạng bất ổn nhất định trong cái phân khúc này. Do đó thì theo cái cách nhìn của giáo sư thì giáo sư Đặng Hùng Võ cho rằng là chúng ta nên quản lý chặt hơn trong cái câu chuyện là cho phép phân lô bán nền, và nên đi theo cái hướng tức là những cái đô thị loại 1, hoặc là những cái nơi mà thành phố nơi đông dân cư, và những cái khu vực mà hiện nay đang là những cái nơi có cái mật độ dân cư cao, thì chúng ta cần phải đẩy nhanh cái câu chuyện đó là không cho phép phân lô bán nền và chuyển thành cái việc là phải xây nhà lên rồi mới được bán.
giống như những cái dự án mà của Khang Điền đang làm lần gần đây, hoặc là giống như một số cái chủ đầu tư là có cái quy định rất là cụ thể trong cái câu chuyện là nhà phải phải được xây lên thì mới được cấp sổ. Thì như vậy thì nó sẽ tránh bớt đi cái hiện tượng tức là gọi là cứ cứ mua rồi sau đó thì để đó mà không xây dựng gì cả, gây ra những cái tình trạng đó là quy hoạch thực tế thì để phát triển nhưng cuối cùng thì quy hoạch thành quy hoạch treo và bỏ đó, tiền thì đắp vào đó một đống, nhưng mà gần như là cái thành phố, cái mỹ quan đô thị cũng như là cái nhu cầu của người dân thực tế thì người muốn thì là sở hữu để ở thì không không sở hữu được, còn người mà có nhiều tiền để đầu cơ tích trữ thì lại sở hữu rất là nhiều đất đai. Một cái điểm nữa mà giáo sư Đặng Võ cũng chia sẻ nó có sự khác biệt, đó là sốt đất xảy ra ở nhiều địa phương như Phú Quốc, Vân Đồn, Đà Nẵng với tin đồn là huyện này huyện kia liên quận rồi quy hoạch đặc khu, đây là những yếu tố gây sốt cục bộ. Tất cả những cái gọi là tất cả những cái nguyên nhân, những câu chuyện chuyển từ nông thôn thành phố, thành thị gây sốt đất là quy luật đương nhiên, nhưng ở Việt Nam lại đang xảy ra khá mạnh bởi ta không có giải pháp về mặt pháp luật cũng như là cái thuế để có thể giải quyết ngăn chặn cái việc sốt cục bộ này. Thì theo một số cái giải pháp của giáo sư đưa ra thì nên dùng một cái biện pháp, đó là chúng ta sẽ đánh thuế thật nặng, thật là nhiều vào những cái giao dịch mà khi mà mua xong rồi là chuyển giao ngay, để tránh cái tình trạng tức là giống như là gọi là giao dịch ngắn hạn, trader, gọi là trading bất động sản ngắn hạn, sang tay ngắn hạn để kéo và đẩy giá lên. Thì nếu như mà chúng ta có một cái luật hóa cụ thể trong cái câu chuyện, tức là nếu như mà một cái dự án, một cái sản phẩm bất động sản mua xong 2 3 năm sau mới sang gọi là sang tên thì cái mức thuế nó sẽ thấp, còn nếu như mà mua xong một vài tuần sau, một vài tháng sau mà sang tên thì phải đánh thuế thật nặng để tránh cái tình trạng đầu cơ thổi giá. Đây cũng là một giải pháp khá là hay để ngăn chặn cái tình trạng bất ổn bất thường của thị trường bất động sản. Sử dụng các cái biện pháp này, thực ra giáo sư cũng đã có rất nhiều những nghiên cứu trước đó cũng như những cái kinh nghiệm mà giáo sư chia sẻ, thì chúng tôi thấy rằng là cái cách này cũng khá là tốt. Nếu như mà cái câu chuyện mà thị trường hiện nay mà có cái những cái dấu hiệu đang chứng lại, đấy là cái hệ quả nhìn rất là rõ cho cái sự bất ổn vào năm 2019, là một cái điển hình của một cái năm là cung thật là cung thì rất là ít và cung trong tương lai cũng khá là thấp, ít hơn rất nhiều so với các năm trước. Nguyên nhân nào lại dẫn đến cái câu chuyện này thì anh chị và các bạn cũng phải nhìn nhận cho nó rõ hơn một chút về cái câu chuyện, tức là chính phủ cũng như là các cái cơ quan quản lý đã có một cái sự can thiệp kịp thời cũng như chủ động trong cái câu chuyện là can thiệp vào thị trường khi mà đang có những cái dấu hiệu gọi là bất ổn, có thể gọi là sắp diễn ra, hoặc là cái bong bóng bất động sản có thể được đẩy cao hơn nữa thì đã can thiệp kịp thời. Do đó thì cái việc chứng lại và các cái chủ đầu tư thì cũng thông minh hơn, nắm nhiều cái thông tin hơn so với cái giai đoạn trước đó, nên là người ta có cái khuynh hướng tức là giảm thiểu bớt cái việc đầu tư để phát triển một dự án mới, dẫn đến cái nguồn cung trong tương lai thì sẽ có thể sẽ ít, có thể sẽ ít. Việc can thiệp vào bằng cái mệnh lệnh hành chính cũng đem lại những hiệu quả nhất định, tránh gây ra những cái bất ổn cũng như là cái thổi giá bất thường. Tuy vậy thì nó lại là cái giống như là cái hồi tích còi sớm đối với thị trường, nó kìm hãm cái tốc độ phát triển. Đáng là lý là nếu để tự nhiên thì nó sẽ dễ hình thành ra những cái gói bong bóng trong thị trường, nhưng chúng ta can thiệp vào thì nó sẽ chứng lại, và khi nó chứng lại cũng như là chủ động chứng lại thì nó sẽ gây ra cái tình trạng là thiếu cái nguồn cung, và trong tương lai thì rất có thể đây cũng là một trong những thứ mà anh chị và các bạn cần phải lưu ý để chúng ta có cái góc nhìn xa trong cái câu chuyện đầu tư bất động sản. Chúng tôi không muốn đưa ra ý kiến cá nhân của mình tác động đến cái ý thức của anh chị và các bạn. Tuy vậy thì chúng ta nghe thông tin và cũng nên suy luận, đưa ra những cái góc nhìn riêng của mình. Quay lại với cái tình trạng phân lô bán nền, bán các dự án ma. Nếu theo cái góc nhìn thì muốn thị trường bất động sản bớt cái sự bất ổn đi thì chúng ta phải bỏ các cái chính sách chia lô bán nền.
Đó là cách mà giáo sư thực sự đã và đang chia sẻ với cái cơ quan quản lý. Chỉ áp dụng cái chia lô bán nền cho đất giản dân ở nông thôn tại những nơi chưa quy hoạch thành 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 phố, thành đô thị, và chỉ áp dụng đất giản dân cho những hộ dân gia đình mới thành lập, những hộ dân gia đình đó mới được mua đất nền. Còn lại thì những người mà đã gọi là có cái bất động sản thứ nhất, thứ hai rồi, hoặc là có nhiều bất động sản rồi thì không được phép mua thêm các cái sản phẩm bất động sản mới, đặc biệt là đất nền. Hoặc là nếu có mua thì sẽ đánh thuế thật cao, thì nó sẽ tạo ra được cái sự ổn định cho thị trường. Đầu tiên thì cái khung pháp luật phải chỉnh lý lại theo cái hướng là tạo cái sự đồng bộ giữa các luật có liên quan đến thị trường bất động sản, gồm có là luật đầu tư, luật đất đai, luật xây dựng, luật quản lý và sử dụng tài sản công, luật kinh doanh bất động sản, luật nhà ở và kể cả luật dịch vụ và du lịch. Đó là những cái luật đó phải có sự đồng bộ và có sự liên kết với nhau. Nếu như chúng ta hiện nay đang có tới 7, 8 cái luật nó có sự mâu thuẫn và chồng chéo nhau thì nó sẽ gây ra những cái tình trạng là chúng ta gọi là ông nói A thì bà nói B, thì ông nói gà thì bà nói vịt đấy. Thế thành thử ra là chúng ta rất khó trong cái công tác quản lý. Đó là một trong những cái thứ mà cũng cần phải lưu tâm. Thứ hai nữa là nếu áp dụng cái luật một cách đồng bộ, tốt nhất phải chỉ ra ai là người hướng dẫn pháp luật trong cái lĩnh vực bất động sản, và cái tình trạng chồng chéo thì trách nhiệm ai sẽ là người chịu trách nhiệm trong cái vấn đề này. Đây là cái cách, một cái hướng, cũng là một cái thứ rất là tốt để giải quyết cái vấn đề khá là bất ổn, đang có những cái dấu hiệu bất ổn bất thường trong cái việc quản lý thị trường bất động sản trong thời gian sắp tới. Riêng một cái vấn đề mà chúng tôi cũng chưa phải là cái đủ cái năng lực để bàn tới, tuy vậy đây cũng là một cái chủ đề mà cũng nêu ra để quý anh chị và các bạn xem xét, đó là cái vấn đề thanh kiểm tra. Thì Thủ tướng cũng đã có quyết định là thanh tra đều phải lập đoàn và thanh tra liên ngành, mỗi doanh nghiệp chỉ có một có một cái lần thanh tra trong một năm thôi, chứ không bị quấy nhiều nhiều lần trong năm. Thì tất nhiên là thanh tra thì cũng mới chỉ là một cái vế, xử lý cái thanh tra mới là cái câu chuyện lớn, và khi thanh tra phát hiện ra những cái vấn đề này vấn đề khác thì xử lý và thúc đẩy nó như thế nào. Thì trên đây là tất cả những cái chia sẻ của giáo sư Đặng Hùng Võ, một số thứ trong đó thì chúng ta thấy là nó khá là đúng và là hợp lý. Tất nhiên thì trong cái thị trường bất động sản thì những người làm luật cũng như là những cái cơ quan quản lý ở đâu đó thì có thể là chưa thực sự sát với những cái thực tế của thị trường, chưa thực sự nắm rõ được cái quy luật cung cầu, cũng như là chưa thực sự là hiểu rõ được cái sự bùng lên của bất động sản, cũng như cái sự gọi là trầm lắng hoặc là đóng băng khi mà nó gặp vấn đề một cách thấu đáo, đúng và trúng. Nên là cái câu chuyện quản lý nó sẽ đôi lúc nó sẽ gặp những cái vấn đề có cái độ trễ nhất định. Tuy vậy những cái đề xuất này là cái đề xuất mà những người làm trong lĩnh vực bất động sản cũng nên biết và nên nắm. Đặc biệt là những người đang làm công tác quản lý thì cũng nên tham khảo, hiểu thêm, nắm thêm để chúng ta có những phương pháp phù hợp trong thời gian sắp tới. Những người phát triển với cái tư duy phát triển bền vững và lâu dài trong thị trường bất động sản cũng nên biết những cái chủ đề, những cái vấn đề mà chúng tôi vừa nêu ra, để chúng ta có thể thấy được rằng tương lai xa thì chắc chắn là những cái vấn đề liên quan đến đánh thuế hoặc là sử dụng các biện pháp hành chính để có thể ngăn chặn cái tình trạng đầu cơ tích trữ bất động sản, đẩy giá, thổi giá và sẽ nắn dòng cái dòng tiền, không sẽ không thể để cho những cái dòng tiền gọi là đẩy quá nhiều những cái dòng tiền chết vào thị trường bất động sản mà nó không đem lại những hiệu quả kinh doanh, không đem lại cái hiệu quả sử dụng, cũng như là không đem lại những cái hiệu quả thực tế của cái sản phẩm bất động sản là giải quyết cái nhu cầu ăn ở, mà nó chỉ là cái nơi gọi là trú ngụ của dòng tiền, thì nó sẽ dẫn đến câu chuyện là những cái dòng tiền chết trên thị trường bất động sản và đem lại những hệ lụy rất là đau lòng cho một cái nền kinh tế mà của chúng ta đang non và còn xanh, mà lại là gặp phải cái tình trạng tức là dân chúng thì đầu cơ tích trữ vào những cái nơi mà không đem lại cái vòng quay dòng tiền cũng như là thúc đẩy sản xuất, đem lại những cái bất cập cho nền kinh tế và đưa chúng ta vào một cái nền kinh tế bị một cái bẫy thu nhập trung bình, cũng như là gây ra cái tình trạng gọi là mãi mãi không có thể là phát triển để sánh với lại các cái quốc gia trong khu vực và quốc tế. Hy vọng những video của chúng tôi thì những cái thông tin chúng tôi chia sẻ và bình luận thì có ích với anh chị và các bạn. Đừng quên để lại cảm nhận của mình, ấn like, chia sẻ video cũng như là đăng ký kênh để được cập nhật những video mới, cũng như là anh chị và các bạn có thể nếu được thì tham gia cái nhóm Thắng ơi TV trên Facebook để có thể cập nhật những thông tin mới, những cái thông tin
hữu ích về lĩnh vực đầu tư chứng khoán, bất động sản và kinh doanh trong thời gian sắp tới. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị và các bạn trong một video gần đây, hy vọng là sẽ hay hơn, hấp dẫn hơn đối với quý anh chị và các bạn.